Hai đứa song sinh thiệt hả? Dạ, em với anh song sinh. Dạ, hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau, hình nhau cách cảm kìa. Thấy được, có được không? Dạ, thấy được, rất là được luôn. Dễ thương. Dễ thương với kiểu như là rất là được. Ừ. Nếu mà Lâm nó bấm thì con này cũng bấm vào. Em có yêu chưa? Dạ, em chưa có yêu chị. Hay quá. Ừ. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Nam Thân. Chào con. Và chào bạn nam kế bên. Em tên là Võ Thị Được ạ, năm nay em 22 tuổi. Quê em ở Sóc Trăng. Hiện tại chào. Thì em đang làm giáo viên mầm non tại huyện Hóc Môn. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người trong trường quay. Chào bạn gái bên kia nữa. Chị nhìn nhỏ chú. À, con nhớ rồi. Con làm việc gì? Con tên là Lê Đức Mai Lâm, sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Con là làm nhân viên văn phòng ạ. À, chú hỏi nhà con đi. À, dạ. Nhà con đâu? Dạ, nhà con ở Kon Tum ạ. Con hỏi gì nữa không? Hỏi quê quán ba mẹ con. Quê con ở đâu? Dạ, thưa chú Hoàng Linh, chị Nam Thư. Ơi. Quê quán của em là ở Quảng Trị. Yếu điều của em là em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, biết lắng nghe con gái nói chuyện mà không bao giờ thấu hiểu được hết á. Còn không có lắng nghe con trai hả? Dạ, con trai đâu nói chuyện con đâu mà lắng nghe chú. Ủa vậy chứ đó giờ không ai con trai nói chuyện với con hết trơn hả? Toàn 3D mà chú à. Vậy con mới ngồi đây. À, với lại khuyết điểm của con là hơi ở dơ. Với lại quen trước quen sau, để một cái gì ở đó là mình tìm cái đó nhưng mà không biết cái đó ở đâu. Mà mình tìm cái đâu thì không biết cái đó là cái gì. Chú hiểu không? Hại não quá. Con cũng không hiểu. Bây giờ mời được em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Dạ, em sống tình cảm và rất là chân thành ạ. Ừ. Còn khuyết điểm của em thì hơi con nít một xíu, với lại mít ướt, thỉnh thoảng thì cũng có giận cá chém thớt. Em đã trải qua mấy mối tình rồi hả được? Dạ, em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Con học đại học xong con ra trường là con đi dạy luôn đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. À. Coi như còn trong veo gì đó. Rồi còn Lâm. Dạ. Có người yêu chưa? Dạ. Con chưa có mối tình nào chú. Thôi quá hỏi có người yêu chưa? Dạ có rồi. Ngồi tính bên đây dữ lắm luôn á. Tính có cô nào lúc nào gặp, sau đó nó không có mối tình nào. Mình cũng có yêu đơn phương, yêu thầm thôi. Mình thích nhưng mà thời gian của con làm việc là con cứ làm, thích cái này làm cái kia, cuối cùng dành thời gian cho công việc nhiều quá. Nên là mình chưa có khả năng mình tìm được người bạn trai hợp lý. Hả? Người bạn trai hợp lý. Chưa có khả năng để tìm ra một người bạn gái hợp lý. Nãy là bây giờ con có cơ hội đó chú. Trời đất ơi, hết hồn à. Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chị cũng hết hồn. Đàn trai nghiêm túc nha. Đi tới đây là kiếm người yêu không, nha. Bây giờ Lâm gọi là nói hài hước cho vui thôi. Tôi biết cậu này không có gì đâu. Bây giờ chị hỏi nè, một người con gái mà em mong muốn một yêu lý tưởng của em là em mong muốn như thế nào? Dạ, cũng sáo cũng được, miệng là dễ thương là được chị. Mới yêu cái gì cũng dễ thương hết. Yêu một năm nó khác, yêu hai năm nó khác, cứ về rồi nó khác. Dạ, chị cho em nói một câu này. Thực ra đôi khi cái ngoại hình nó đâu quan trọng đâu. Bây giờ cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng đẹp lên là cũng bình thường đó. Em nghĩ là nếu mà có tình cảm yêu nhau thiệt thì bất kể cái ngoại hình như thế nào thì cũng người ta cũng thật lòng người ta yêu thương mình. Em thì em đang cũng có ít vốn dành dùm với là tiền đi làm với tiền này kia, em cũng ăn uống tiết kiệm với là mình cũng cố gắng để mình ước mơ để chăm lo được cái cuộc sống sau này. Bên kia cho mình cơ hội mình quen biết nhau, mình cố gắng dành dùm 2-3 năm nữa mình kinh doanh này kia, mình kiếm thật là nhiều tiền, mình xây nhà, mình có một cái gia đình riêng. Rồi bây giờ là qua xem là gái, trời ơi gái 22 tuổi chút xíu luôn, cô giáo dễ mầm non thương hả? Bây giờ vấn đề là có ngày yêu xa không? Có thời gian dành cho nhau thì cũng được ạ. Quan trọng nếu mà tình yêu đủ thăng hoa thì đàn ông họ sẽ gọi là sắp xếp rất là gọn gàng, không sao cả. Nói chung là hai đứa đều trong giai đoạn gọi là hình thành và phát triển tương lai. Nên nếu có kế hoạch rõ ràng, ta có mục đích, ta sẽ đúng tiến rồi tới được ha. Dạ. Ở đây có một mình hả? Ở trên đây với chị con. Rồi, cho gặp chị ruột của Được chút xíu đi. Em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là chị của bé Được. Dạ, Được nó còn nhỏ lắm. Còn nhỏ, còn hiền nữa. Thành ra là cũng lo phải kiếm người đàn ông che chở cho được ha. Dạ không, hai bàn tay trắng cũng được. Nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được. Chứ không cần là phải giàu sang hoặc là như thế nào, là không có cái nhu cầu đó. Rồi giờ thấy bên đây có được không? Chào chị. Chào em. Thấy bé đó nó vui vẻ mà hay hài.
Thấy cũng được, với Út được. Nhưng mà được hay không là để cho Út được nó... Thấy thì được, nhưng mà được hay được không thì do để được. Được. Dạ. Cảm ơn em. Chị Hai ơi, ở nhà mình á là tên có ai tên giống được nữa không? Tại vì ở nhà em á là anh Hai là anh trai, còn bốn chị em gái rồi. Ừ. Cái là sanh bé được ra là cha nghĩ là con trai thì cũng được, rồi con gái cũng được, có nghĩa là năm đứa con gái cũng được. Mà một thằng con trai nữa thì cũng được. À. Cho nên là tất cả đều được, là đặt nó tên được. Nó lớn lên thì nó đi học, ai hỏi tại sao mà tên được. Cái nó cũng nói là em tên được thì cũng được. Ừ. Cái gì cũng được. Thì thấy nói chung là mọi người thấy cũng được. Được, em đừng bao giờ tự ti về cái tên của mình hết. Dạ. Hiểu không? Trước đây thì có nhưng mà bây giờ em thấy nó cũng bình thường thôi. Ừ. Nó không có ảnh hưởng gì nhiều tới em á. Tên được cũng được, quá đi chứ, quá được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Dạ, con đến đây với là người em song sinh của con. Vậy là một người bạn thân chỉ có con từ nhỏ giờ ạ. Song sinh đó hả? Dạ. Ủa sao khác vậy? Thì khác chứng đó. Dạ, con chào chú Trường Linh và chị Nam Thư ạ. Em chào chị. Hai đứa song sinh thiệt hả? Dạ. Rồi, em mới làm song sinh. Dạ, hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau. Thần giao cách cảm kìa. Thấy được, có được không? Dạ, cũng thấy được, rất là được luôn. Nhìn dễ thương, dễ thương với kiểu như là rất là được. Ừ. Nếu mà Lâm nó không bấm thì con đây còn bấm cho. Em có người yêu chưa? Dạ em chưa có người yêu chị. Hay quá. Chú Linh với là chị Nam Thư cho con nói vài lời. Con nói với anh Lộc là nhân mic cho bạn mình đi. Trời ơi, tưởng đâu. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và các khán giả. Em là bạn của em Cường, em là bạn của Bình Lâm. Bình Lâm thì em thấy tính bạn từ hồi xưa chơi với em thì rất là vui, có tính hài hước thì đâm ra khi nói chuyện trên sân khấu thì nhiều khi bạn nói rất là vui thì mọi người hiểu nhầm. Với bạn nữ thì em thấy ngoại hình rất là dễ thương và nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và thấy rất hợp với bạn Lâm, thì đôi ra khi mà về chung với nhau á nó tạo cho cái không khí rất là vui với nhà hơn, mình nên tiến tới hơn ạ. Rồi, cảm ơn hai bên. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Được với Lâm, mở rào. Đầu đi Lâm. Dạ. Anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Với lại cái này là cây sen đá. Rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cái món quà này là hồi lúc học cấp 3 em rất là thích ạ. Em rất là mong được tặng nhưng mà chưa có cơ hội được tặng. Mong anh thích. Anh thích chứ, anh cũng mong được nhận lắm em. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đây là sen đá, nó là sống cho cái mùa khô hạn. Nó không thể sống thiếu nắng được, cũng giống như anh, cũng không thể sống thiếu em. Anh cũng xin tặng cho em một bài hát. Trước khi hát thì cho anh đặt cái hộp quà này xuống. Một ca khúc rất hay, một ca khúc rất là đặc biệt, ca khúc của những thập niên về trước, ca khúc có tựa đề là Sóng Gió Gò Dấp. Sóng Gió Gò Dấp. Gò Dấp. Sóng Gió. Sóng Gió Gò Dấp. Sóng gió của ca sĩ Jack. Yeah. Sóng gió của Jack. Jack. Yeah, yeah. Sóng gió, tôi nghe tưởng là sóng gió rồi dấp. Ủa cái bài nào mới dữ vậy trời. Rồi, vô, vài dòng thư tay nè. Đâu phải vài dòng thư tay đâu chị. À bài đó là Hồng Nhan hả? Bài đó bài Bạc Phận. À chị lộn, chị lộn. Hồng trần trên đôi cánh tay, hạ đời em trong phút giây. Từng ngày thơ, ít còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Rồi người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu á thành người dưng đến khi em tự xưng. À, thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đen. Thương em mùi dạ lý hương, vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Tăng 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 tăng, chim kia về vẫn có đôi, sao trăng số phù thế. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, anh còn bên em, có phải không? Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng, trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, dẫn anh về chung lối. Trời mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai anh lỡ ấp ngã trên đời thay đổi.
tìm về em, người chàng khiến em lẻ loi. Rap luôn. A B C D em nhớ rap. Xin lỗi mọi người, em nhớ rap. Rồi. Được rất là được. Dễ thương. Thẳng được hát luôn, tặng bạn trai luôn. À, em cũng có một bài hát tặng anh. Hai đứa này nó hợp ghê á. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em lắng nghe những tâm tư này. Dễ thương. Cái nào cũng dễ thương hết. À, quay mặt qua kia kìa được. Đó. Ủa gì sao vậy được? Được, Lâm nó quay qua em, quay qua đây được. Hai đứa phải quay qua nói chuyện với nhau chứ được. Ủa? Cái ông nội đó nha, ông cùng lùm lùm trò nha, ông lắm trò lắm nha ông nha. Anh là con trai nên nhường em nói trước, em nói trước đi. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Anh nói 3 trước phút đi. Mấy đứa. Chú nói trước, à không. Để con nói trước, để anh nói trước cho. Thì điều đầu tiên em thấy cảm nhận anh là người như thế nào? Em thấy anh cũng dễ thương. Cảm ơn. Vui tính nhưng mà... Nhưng mà sao? Hơi tăng động xíu. Tăng động. Kìm kìm lại được không? Ok, kìm được. Anh sẽ lắng nghe, sẽ kìm lại. Do mình lên chương trình mình phải thể hiện hết mình. Cho về nhà anh im ra, anh đâu nói gì đâu. Anh thấy em sao? Nhìn đầu tiên á thì thấy... một cô giáo mầm non với cái thân hình với là cái gương mặt nhìn rất là con nít, rất là thích. Anh còn thích đây cũng chỉ là con nít. Nói xạo đó. Xong mi đâu mới sẹt đó. Thực ra thì giờ anh nghiêm túc này. Em muốn người đàn ông như thế nào? Trời ơi. Em cần gì những người gì từ một người bạn trai? Điều quan trọng nhất là chân thành và tử tế là được. Em hỏi anh đi. Anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều quan trọng là chân thành và tử tế là được. Trời ơi, chắc mình bông bên này nó bay qua bên kia quá ta. Anh trả lời khác đi. Tử tế và chân thành cũng được. Ok. Anh cần một người phụ nữ là vui vẻ, hòa đồng. Cô giáo mầm non thì chắc chắn là vui tươi, trẻ con nó mới thích. Mặt phải hiền hậu chứ mặt giống như mặt ba chăng, mặt giống gì năm thứ trẻ con nít nào mà tới gần được. Em xin lỗi chị, không, đó là anh nội vì dù vậy thôi. Con là thiệt chị, năm thứ thiệt, dự thì dự thiệt. Hết 3 phút cho ta. Bây giờ nói chuyện hẹn hò nè, ở Bình Phước được. Với lại Hóc Môn mình hẹn hò sao? Ví dụ mà mình thích nhau thì mình có thể từ Bình Phước mình sẽ dọn lên được trên Hóc Môn để gần em hơn. Giống như là em bị bệnh đúng không? Anh không bị bệnh thì anh sẽ mua cháo tới cho em. Còn ngược lại, anh bị bệnh đúng không? Em không bị bệnh, không biết em có được mua cháo tới cho anh không ta? Em không gần đường lắm, nên em sẽ gọi ship cho anh được không? Vừa em lắm. Không sao, nếu mà bé bệnh em cứ mua cháo xuống cho bé. Còn em bệnh chị mua cháo lên tới nơi cho em. Chị đi làm đi. Anh sẽ trả hết tiền ship. Chị giao cháo lên, chị không tính ship luôn. Đích thân chị giao. Chị đi sang đi. Ok. Bây giờ hỏi nè, Lâm có ghen không? Ghen chứ chị, đàn ông ai giờ ghen chị. Bé được, em có ghen không được? Dạ, cũng tùy thôi chị. Vậy thì bây giờ em... nếu mà yêu xa em sẽ im im chứ em không có nói đâu vậy. Đó. Ôi, em sợ im làm chị ơi. Con gái á, khi đã không thích mình ở điểm gì thì phải nói ra thẳng. Ừ, anh như thế này thế kia chứ đừng có im lặng. Anh nói em là sợ con im gái lặng nói nhiều quá, anh nghe mà anh không hiểu. Không, anh nghe thì chắc chắn anh không hiểu rồi. Nhưng mà... em sẽ không nói luôn, anh tự hiểu. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Rất vui khi mà gặp anh ở đây. Và thật là cảm ơn chương trình khi mà trải cho cơ hội để mà chúng ta được tìm thấy nhau. Cảm xúc của em bây giờ nó... Cô nói thật ra cảm xúc của mình. Nó có gì đó nó không chắc chắn lắm. Nhưng mà vẫn mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Đó. Chú hỏi thật con nhé. Dạ. Con có thích người đối diện con không?
Dạ, rất là thích là chú. Con có cảm giác rung động gì nãy giờ chưa? Dạ có. Ừ, đấy, có những phút mình phải sống thật với mình như thế. Hài hước thì hài hước, nhưng mà phải những lúc nào đó hãy lặng, có dấu lặng ở chỗ đó là tốt hơn nha con nha. Chú tin điều này là thật đấy. Rồi, chư nội nè. Dạ. Ánh mắt của em rất là chân thành. Mày bị một cái bình là ba lớn, bợt ba lớn lại nghe. Giỡn nó quen rồi. Đúng rồi. Đôi khi em cũng muốn tạo những cái vui, hài hước. Con ta mới lớn, ông đi ba lớn với tôi nè. Dám không? Rồi. Lâm thì hài hước thôi, cũng có gì đâu. Trong ánh mắt của cô ấy không có gì gọi là gian dối đâu. Ừ. Anh tin điều đó nha. Rồi. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim một lần nữa. Thích thì bấm, không thích thì không cần bấm. Nhắm mắt lại nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bước ra đi, nghe chưa, không có lần nữa, nghe chưa. Ra đây bé. Không có gì đâu, Lâm dễ thương lắm á. Dễ thương, về nhà ấy chàng trai này em sẽ cười cả ngày. À. Nắm tay, nắm đi. Tay. Rồi. Chào chị, em thì tính em thì hài hước vậy thôi, nhưng mà khi mà em đã nghiêm túc rồi em rất là nghiêm túc. Mình là một người đàn ông trưởng thành, em sẽ cố gắng để với bé cùng đi trên một con đường, cho dù con đường nó còn sỏi đá trong gai, con bé té thì em kéo lên. Dạ. Còn em hên quá, em sợ muốn họ chết giọng luôn, sợ con bé té em té theo. Giống như là em sẽ lắng nghe nhưng mà không hiểu đó nha. Cái đó là vui thôi. Rồi, được rồi đó. Nào, đặt nụ hôn đầu tiên. Người ta chưa hôn lần nào đấy. Bắt đầu đi, đừng chọc nó nữa. Xin phép chị gia đình. Xin phép hai bạn. Xin phép tôi nữa nè. Tôi là đại diện đàn gái, xin phép tôi nữa nè. Xin phép chị. Giờ em dám nói tôi tránh ra nữa không? Xin phép chú. Làm thủ tục đi con. Chú cầm cho con. Trời ơi. Chị cầm. Cái thằng dễ thương. Em biết đúng không? Em cơ hội đúng không? Bởi vì chắc chắn một điểm mà hôn dính chán là anh Quyền Linh sẽ bắt hôn lại. Em cơ hội đúng không? Hôn dính má đó con. Theo luật nó vậy đó con, hôn đi con. Đừng đó, hôn nhanh ta về kìa. Ta còn lo đón bạn gái rồi, vợ chồng ta đó kìa. Lúc nào nó có tiền với tình tiết để nó gây hại chứ không gì chứ. Nó không thông minh đó. Dạ em tên là Lê Minh Trường, năm nay là 31 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Dạ, và đang sống ở Thủ Đức. Ồ, Trường. Dạ. Làm gì Trường? Dạ em làm bên bên bộ phận điều hành sân gôn. Dạ, còn bạn rồi. Bạn giới thiệu gì mình đi. À, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả cùng với anh bên kia. Em là Ni, tên đầy đủ của em là Võ Hàng Ni. Hiện em 26 tuổi, công việc của em đang là sales leader tại nội thất Kelly. Hàng Ni sao cái tên nghe mùi thuốc lá bay vậy? Dạ đúng rồi. Giống mùi thuốc lá bay á. Hồi xưa thì ba em là rất là thích hát cải lương và nói chung hát cũng khá là hay. Và cuối cùng là đặt tên em là theo nhân vật chính luôn. Hèn gì mà em hát cải lương hay không? Em thuộc dạng thích hát nhưng mà toàn hát thôi. Đâu dạ. Em hát cho mọi người một bài thử coi sao nào. Họ ơi ta cá vàng rừng sâu bên nhau vai kề vai trong tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong anh lan rừng xanh bên thác uốn quanh. Anh nhà ở đâu đây? Cứ tơ lụi trong tim tôi chẳng biết đường về. Rõ ràng bạn rất là có chất giọng nghe. Nếu mà chị Vân tập hát thì cũng rất là hay nha. Em có biết hát không? Dạ nói chung em hát không hay lắm. Trời, hát đáp bên kia liền luôn. Nhưng lúc em buồn anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh tự trách mình, chẳng che chở đưa em. Rồi, cũng được rồi. Rồi. Hai người là này mà chịu khó hát karaoke tập vợt là hay lắm đó nha. Có năng khiếu đó. Ừ. Rồi cái điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung em là một người khá là tự lập. Nên nếu mà sau này mà anh có quen em á nha, thì em là người cực kỳ tuân thủ vào thời gian. Tức là mình có hẹn hò gì đó thì anh cũng sẽ không phải chờ em đâu. Sao cái giọng của em có vẻ cũng hơi miền Trung đúng không? Dạ đúng, em là người Phú Yên. Có gần không Linh ơi? Họ Ngãi Phú Yên thì cũng gần đó. Dạ gần á. Bạn Nam nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho bạn gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em đó là rất là hòa đồng vui vẻ. Nói chung đi chơi thì em hay nói chung tạo tiếng cười cho anh em này nọ. Tính em hay kỹ. Khuyết điểm của em là nấu ăn nói chung không được ngon. Thế khuyết điểm của bạn? Dạ
Nhưng bạn mà gái nó ăn được không? Dạ không. Nhưng mà được một cái là ưu điểm của em lật ngược lại, tức là em có sự học hỏi và em không có bị giấu dốt. Trước đây thì thực ra là em không biết nấu ăn đâu. Bây giờ thì nấu ăn chưa được ngon, và em nghĩ là sau này ngồi vì trở thành một người phụ nữ của xã hội thì em sẽ trở thành một bà nội trợ nữa. Nên anh cứ yên tâm nhé. Có nghĩa là sẽ học hỏi trong vấn đề đó. Nói nghe nè, đẹp vậy mà sao lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Thực ra là câu hỏi này thì đa số nhiều người hỏi em lắm. Nhưng đúng là xung quanh em cũng có khá là cũng có nhiều người tán tỉnh. Nhưng mà em cảm nhận được là chưa có sự nghiêm túc và chân thành trong đó. Còn bên đàn trai? Đường tình duyên của em thì hồi xưa em có đi coi bói xíu. Coi bói hả? Dạ. Thì thầy bói nói là đường tình duyên của em nó rộng thênh thang lắm. Nghĩa là không có điểm nào để em dưng hết. Mấy mối tình? Dạ là trải qua là 4 mối tình rồi. 4 mối tình rồi? Dạ. Trời ơi. Dài nhất là khoảng 2 năm mấy. Mối tình cũng ít nhất là mấy năm? Là khoảng mấy tháng. Trời ơi, vậy là không phải là mối tình rồi. Bạn gái định tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một người cao tầm 1m7 trở lên. Không cần phải đẹp trai nhưng mà nhìn phải sạch sẽ và có gu một tí. Còn những vấn đề khác như là hói gì đó thì mình có thể xử lý được. Thì nó với em không phải là vấn đề. Cụ thể ra thì em cần một điều kiện cần và ba điều kiện đủ. Tức là hai người ở bên cạnh nhau và có cảm xúc với nhau. Điều kiện đủ thứ nhất đó là anh phải là đàn ông. Điều kiện đủ thứ hai, trong kế hoạch cuộc đời của anh phải có em. Và điều kiện đủ thứ ba đó là một bí mật. Thì em xin phép sau khi mình kéo rèm thì em sẽ nói. Rồi. Em ơi, dạ. Người ta nói em phải là người đàn ông thuần chủng đó. Có bao giờ bị bạn trai tán tỉnh mình chưa nè? Dạ cũng nhiều lắm. Đó, thôi chết. Cái đó cũng hay cho chị, tính tỏ là người đàn ông nó có sức hút. Và em cũng thích. Rồi có bạn gái tán tỉnh hay không nè? Dạ cũng có chị. Có, vậy là có sức hút thiệt rồi. Có sức hút. Yên tâm. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào để báo cho đàn gái biết luôn đi. Cao một tí, cao. Khoảng 1m6 trở lên rồi cũng được. Tính tình thì cũng vui vẻ. Chỉ có giống mẹ em là được rồi. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Ví dụ như ra đường mà đừng có ăn mặc này, đừng có sexy quá hay gì nè. Chỉ vừa vừa thôi được rồi. Vừa vừa hả? Dạ, vừa có phụ nữ của hiện đại và phong cách của truyền thống là sexy chút đỉnh được. Dạ, nói chung là phải biết kết hợp hài hòa giữa sexy và truyền thống. Em hình dung cái bạn bên đây, bạn mặc đồ có kín đáo không hay là sexy? À, làm sale thì sẽ có một chút sexy. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay đi chung với chị gái em. À chị ruột á hả? Dạ. Rồi chào bên đàn gái. Trời ơi chị ruột đẹp gái. Đấy quá chưa? Em nhìn chị ruột đem suy ra em ruột á. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hương. Rồi chào em. Dạ em thấy thì cũng được, thấy bạn đó thì cũng cao, cũng đủ tiêu chuẩn và tùy vào với đi thôi. Rồi cảm ơn em gái. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em, người em thân của em. Người em có ý kiến đi người em. Dạ được. Lời đầu tiên xin được chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ, cùng tất cả mọi người ở đây ạ. Em là em của anh Trường. Thì em thấy bạn nữ bên đây là khá là xinh xắn, dễ thương. Và tiêu chuẩn của bạn nữ bên đây thì theo em thấy thì anh Trường rất là hợp. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta mở rào. Bắt đầu đi. Thì anh xin tặng em, nói chung đáng lẽ là anh định làm hoa tươi nhưng mà hoa tươi thì nó nở rồi nó sẽ tàn, anh không thích cái điều đó nên em muốn là tặng hoa này để là tượng trưng cho sắc đẹp của em, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Hôm nay em cũng mang một món quà muốn tặng đến anh. Cái này là cuốn sách này có tên là Thói Quen Thành Công của Những Triệu Phú Tự Thân. Cuốn này thật ra là em đọc được trên 3 lần rồi, em cực kỳ thích cuốn này luôn. Và em có nốt lại một số cái mà em thích. Sau này anh đọc anh có thể nói là những cái anh thích nhưng mà là một màu khác, thì trong đó mình có thể xem là điểm chung của mình được tới đâu. Em có đọc quyển mà Dạy Con Làm Giàu chưa? Em có đọc qua một lần. Anh thì anh thích quyển đó, hồi trước anh đọc quyển đó anh thích nhiều hơn. Quyển này thì anh lần đầu anh đọc anh cái gì anh sẽ đọc sau. Dạ. Cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện. Em rất là dễ thương, nói chung rất là dễ thương. Cách nói chuyện của em lúc đầu anh thấy là có rất nhiều hiểu biết và sự tinh tế. Không biết anh, em thấy anh như thế nào? Thực ra là kiểu người khôn khô túng tú đó. Nói chung là về ngoại hình thì em khá là thích. Về tính cách thì cũng có sự điềm đạm trong đấy. Và nếu mà anh có sự nghiêm túc và chân thành thì em còn có người đàn ông điều đấy nhiều hơn. Nè em nói là anh có cái bí mật nào mà em gặp bạn em nói đó? Điều kiện đủ thứ ba của em, tức là không quan hệ trước hôn nhân. Anh nói điều đó nó không quan trọng. Dạ, hy vọng anh có thể thông cảm em điều đấy. Anh sẽ hỏi em một xíu được không? Lúc mà em giận một người á thì em thường làm gì? Thường thì em sẽ im lặng một chút và lúc đó em sẽ suy nghĩ là
Tại vì em nghĩ là tất cả mọi vấn đề nó đều có điểm nhược và điểm ưu, và trong một mối quan hệ thì nếu nó có gì đó mâu thuẫn thì chắc chắn là một trong hai người ít nhiều cũng phải có lỗi trong đấy. Vậy đầu tiên em thích nhất là câu tiên trách kỹ hậu trách nhân, tức là em sẽ trách bản thân mình trước là mình sai ở điểm nào, và lúc đấy thì em đúng ở đâu, anh đúng ở đâu, em sai ở đâu, anh sai ở đâu, thì lúc đó mình sẽ giải quyết vấn đề một cách nó. Ví dụ như lúc đó thì nếu mà hai mình giận nhau, em muốn ai là người nhắn tin trước? Em không quan trọng việc ai là người nhắn tin trước, tại vì nếu mà mình coi trọng mối quan hệ này thì em nhắn tin trước cũng chẳng sao, mà anh mở lời trước đối với em cũng càng lại càng tốt hơn, không sao hết. Em nói rồi mà, như em không quan niệm điều gì nó phải tuyệt đối. Ví dụ anh đi với em mà ô cô này xinh quá, nếu mà cô ấy xinh thực thì em xin cắm với anh, và em sẽ xem điểm này cô anh ấy thích điểm này nào với cô này, và em sẽ học tập theo. Hay đó, hay. Đó là cái quan điểm cũng rất là hay. Dạ. Yeah. Anh thì nếu mà gia đình thì bình đẳng, phụ nữ cũng như đàn ông, và nói chung công việc này nọ thì chia sẻ nhau mà làm thôi. Còn ví dụ như con cái này nọ thì nó cũng vậy luôn. Người chồng thì sẽ dạy bảo về kiến thức, người phụ nữ thì sẽ chăm sóc con cái. Anh chỉ cần vậy thôi. Dạ. Yeah. Thì em sẽ đồng ý với anh quan điểm này. Tức là mình cùng chung nhau làm tất cả mọi thứ thì nó sẽ có cái hay hơn. Rồi ví dụ như nếu mà có lấy nhau thì anh không thích mình có con sớm. Dạ, yeah, em đồng ý điều này. Em thích tại vì sống anh cuộc thích, sống vợ chồng son. Hai người đi đây đi đó du lịch, yeah, này nọ sẽ nói chung sẽ hạnh phúc hơn. Yeah. Sau này mình không hối tiếc là tại sao lúc đó mình mới nhau mà lấy nhau mà quen nhau mà không đi đây đi đó, không hiểu biết kiến thức thế giới thì này không hay. Hồi sau này mình có con mình lại sống vì con nữa. Tức là hai đứa đều có sở thích đi du lịch với nhau đúng không? Đi du lịch chung mà đi du lịch chung với nhau mà không có cái chuyện tiền hôn nhân thì làm sao mà... Đúng rồi, chính xác là cho nên cái quan điểm đó về suy nghĩ lại chút xíu đi hả? Ừ. Hai bạn này nói chuyện mà cái lời ở bên ngoài nó khác hẳn cái đôi mắt nhìn ở bên trong, ngộ lắm. Bên ngoài là hỏi cho qua chuyện thôi, còn đôi mắt hai bạn nhìn nhau cái lời ngầm nó nhiều lắm. Bởi vậy theo tôi là vậy nè, hai bạn đứng lên nắm chặt tay nhau đi, cảm nhận. Các bạn hãy cảm nắm tay, em nắm tay nhau nè, đó, cảm nhận coi nè. Cái đó, lời ngầm. Giờ em nhắm mắt lại được không? Nhắm mắt lại. Ừ, em nhắm mắt lại. Anh không làm gì em đâu. Anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Được. Rồi em giờ em mở mắt ra đi. Để lúc em nhắm mắt em thấy màu gì? Anh nhắm lại lần nữa. Ừ. Em cảm nhận đi, em thấy màu gì? Em thấy đa màu lắm. Sao là đa? Nguyên một đống màu sắc luôn, kiểu như là mình đang có sự hồi hộp ấy, là ánh mắt của mình nó sẽ ảnh hưởng từ điều đấy. À là, dạ, là em đó là trong cái não em đang suy nghĩ là cái vấn đề cái màu sắc hay không. Nó chạy vòng vòng như vậy này. Nhưng mà em nhắm mắt lại em thấy, em có thấy tối không? Thấy tối. Đèn không? Tối. Đấy là tối. Khi mà cuộc sống của em mà nó không có anh thì nó sẽ như cái màu vậy. Trời ơi. Thính thôi là thính. Hay. Rồi. Hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta đã nói chuyện, đã nắm tay nhau, đã trao đổi với nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Nếu thích rung động thì bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Bấm tay đi hai đứa. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ cho em nói với một lời nói với chị gái. Dạ chị, xin chào chị ạ. Dạ thì nói chung em, nếu bạn chị em gái của chị mà quen với em thì em xin hứa với chị là em sẽ quen thật lòng và mang đến hạnh phúc cho em chị. Rồi. Chị yên tâm ha. Nhiệm vụ của mình đi anh trai. Được không em? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, dạ chào em, bạn nữ đằng ấy. Và chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của em là Tống Hoàng Phi. Hiện tại em 30 tuổi. Em là giáo viên tiếng Anh và em cũng đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tống Hoàng Phi hả? Dạ. Trời, tên nghe lạ. Anh tưởng em là người Trung Quốc đúng không? Tưởng em người nước ngoài. Dạ. Bữa nay với phong cách rất là lạ. Một mái đầu cũng hơi lạ, rất là style. Mai chỉ cho anh cái mối này làm thử coi nha. Dạ. À, lạ lắm. Đó, Tống Hoàng Phi xin chào nhà gái. Nhà trai làm nhà gái tò mò quá. Ừ. Nhà gái giới thiệu về mình nè. À. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Nhật Tiên ạ. Năm nay 26 tuổi ạ. À, hiện em là
Bác sĩ mới ra trường được 1 năm ạ. Hiện đang làm bác sĩ thực tập 18 tháng tại bệnh viện Gia Định. Bác sĩ chuyên khoa gì cưng? Dạ em học về nội ạ. Nội gì? Nội tổng quát thôi ạ. Nội tổng quát. Bệnh viện Gia Định hả? Dạ bệnh viện Nhân dân Gia Định. À, ngay chỗ lăng bà Chiểu đúng không? Nhìn xéo qua đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi, chào bác sĩ trẻ. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Bên đây là thầy giáo tiếng Anh cũng vừa là gọi là sinh viên tiếng Anh luôn. Đó, bên kia là vừa thực tập mà vừa là bác sĩ luôn. Mới thực tập được mấy tháng hả? Dạ, ra trường, nếu tính tới nay được 6 tháng rồi. 6 tháng rồi hả? Hơn 6 tháng. Ừ. Cặp này có tài hết rồi ha. Còn là những người tiềm năng tương lai. Đúng rồi. Em có ưu điểm khuyết điểm gì em trai? Dạ, ưu điểm của em là em rất quyết đoán trong nhiều vấn đề. Và em cũng có khả năng giảng dạy rất tốt. Đó là một thế mạnh của em. Em có thể dạy cả tiếng Anh, em có thể dạy theo kiểu đào tạo cho các bạn giáo viên mới và xây dựng giáo trình. Chỉ có một thứ em không bao giờ em dạy. Là gì? Dạy đời. Dạy đời, ta ghét lắm. Dạ, đúng cái không? Thứ đó em không bao giờ em đúng dạy. Rồi. Đó, đừng có dạy đời tôi nha. Có khuyết điểm gì không? Nãy giờ chưa nghe khuyết điểm. Khuyết điểm, nói cho bà mối có biết không? Dạ, khuyết điểm của em thì... em khi em bắt đầu một cái gì mới thì em sẽ thường rất là vụng về và em chậm chạp. Nhưng một khi em đã quen cái việc đó rồi em sẽ làm rất tốt. Và một cái điểm yếu thứ hai của em là có những vấn đề em sẽ rất là hiền, nhưng mà một khi đụng tới vấn đề đó em sẽ bùng nổ như một quả núi lửa. Gì đó hả? Dạ. Nhất là về chuyện tiền bạc. Đụng tiền bạc là quạo hả? Dạ, tại vì gần cách đây cũng mấy tuần em có mời trà sữa cho các bạn đồng nghiệp. Ừ. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là em nhờ bạn đó order giùm em. Bạn đó thiếu đúng cái ly của em. Và bạn đó thiếu luôn cả cái bill tính tiền. Và khi em hỏi bạn đó là cái bill đâu, bạn đó nói bạn đó quăng vào thùng rác. Tiền mà em trả? Dạ đúng, bởi vì em có lòng em mời em các bạn đồng nghiệp. Nhưng mà không có ly trà sữa của em. Dạ. Cũng không có bill luôn. Dạ. Báo số tiền thôi. Dạ. Và bạn đó nói chuyện với em với một thái độ em rất không hài lòng. Rồi gây lộn với bạn đó luôn. Dạ đúng. Bùng nổ không? Rất bùng nổ. Căng quá. Căng chứ. Giống như tôi đưa mua 4 cái nồi nhưng không ai đưa bill cho tôi hết. Nó kiểu vậy đó. Tôi phải bực mình chứ. Ủa báo giá nhưng phải đưa bill cho tôi. Tôi coi coi 4 cái nồi đó nhiêu tiền. Nói chung là hợp lý đó. Đúng không? Hay là 4 ly trà sữa mà còn bùng nổ như vậy. Thử mà 4 miếng đất coi. Nó còn căng nữa đó. Cái gì? Trái luôn. Nó phải có bill đưa cho tôi chứ đúng không? Chứng minh là trả gì đó tiền. Đúng không? Đó, mọi người chú ý nha. Mua giùm người ta phải đưa bill. Đúng. Rồi, xong. Đó là... rõ ràng về mặt tài chính. Ưu điểm, khuyết điểm của nhà trai. Ừ. Còn nhà gái mình như thế nào? Về ưu điểm hả chị? Đúng. Nghe cái sợ quá. Không biết nói gì trước luôn. Nghe bùng nổ sợ quá. Dạ, ưu điểm của em... chắc là dễ hòa đồng, dễ chia sẻ với người khác, hoặc là có thể ngồi nghe người khác chia sẻ mà không nói gì cũng được. Đấy là bạn đó sẽ chia sẻ cho em sẽ không nói gì, ngồi nghe bạn đó nói thôi. Ngồi nghe suốt vậy đó hả? Dạ. Cũng kiên trì quá ha. Dạ. Em có thể hát được, hát nghe được, có thể vẽ được, có thể nói tiếng Anh sơ sơ được. Thử nào, rồi. Dữ quá. Hai bên có thể trao đổi bằng tiếng Anh qua thử cái coi. Qua cái hàng rào tình yêu này. Hello. Hello. How are you? I'm okay. Ah yeah, nice to hear that. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Nice to meet you too luôn nha, bên đây cũng vậy á, bên đây nè. Nice to meet you too. Phản xạ nhanh đấy chứ. Tiếp vài câu thôi. That's all, that's okay. Oh, okay. You said that you are outgoing, right? I can hear you say anything. Yeah, because if you are outgoing, you might be my ideal girlfriend, you know, because I am quite introverted. You know? Okay. I have my cell phone with you. Okay. You may hear you may talk. Okay. Tại vì hòa đồng em lại là một người khá hướng nội và trầm tính. Cho nên bạn ấy sẽ là một cái sự bổ sung rất là được ha. Thấy hai bạn nói tiếng Anh cũng được, tôi Ngọc Lan nói tiếng Anh cũng được á. I can speak English chút chút. Ừ.
Du Du hiểu không? No speed, ít lịch không có chút nào. You okay á? You okay á? Okay, no you no okay. You no okay đâu. Giờ chúng ta continue công việc của mình đi. You okay? Okay, stop please. Oh no. Okay. Nó đại nó tiếng Việt tiếp tục đi. Họ nói tiếng Anh tôi bí luôn rồi. Rồi bây giờ giờ hỏi how bao giờ tình trường gì bao ai bao ai hả cái gì bao em bao ai dạ em có bao ai đâu. Ủa em nói ai không bao ai bao ai hết trơn á. Em nói gì bao bao đó không có ai bao à, nói bậy bạ là đừng nghe. Nó nói gì bao bao đó. Nói tiếng Anh rồi qua tiếng Việt khó quá. Quên tiếng Việt luôn. Quên tiếng Việt giờ luôn. Hỏi tình trường nè. Rồi đường tình duyên của em sao nè. Dạ nếu tính mối quan hệ công khai chính thức nhiều người biết thì em chỉ có một mối tình thôi. Trời ơi. Và mối tình đó đã từ 7 năm trước rồi. Nhưng mà nếu mà nói không công khai đó là khá lắm đúng không? Dạ thì sau cái mối tình đầu tiên đó thì em cũng có chủ động tự tìm hiểu những bạn khác nhưng mà các bạn không tới đâu cả. Chưa thấy chưa style chưa trời mấy đầu lý do luôn. trẻ quá chờ đường luôn quá chờ đường hẻm đầu, trên đầu. Yeah. Gọi là style thì bị tôm cua đó công nó quắn đã lắm phải không. Yeah. Nó là có công khai còn không công khai cỡ bao nhiêu mối. Dạ em quên đếm quên đếm luôn trời đào hoa quá thấy chưa trời ơi quên. Lý do gì mà mình đào hoa như vậy thì em thích người ta em thì em sẽ chủ động em tự rủ người ta uống cà phê xong rồi tự tìm hiểu trao đổi nói chuyện mà rủ ai là người ta cũng ok hả. Dạ cũng không hẳn có người sẽ ok liền nhưng mà cũng có người sẽ em sẽ phải mất một hai lần gì đó tại vì người ta bận công việc. À dạ. Vậy thì em nghĩ là mình có thế mạnh nào mà để khiến cho khi em tiếp xúc với phái đẹp là người ta luôn lúc nào cũng ok em chỉ trừ khi người ta bận. Em nghĩ cái tự tin là một trong những cái yếu tố khiến người ta chấp nhận là điều này. Wow. Tự tin với con mái tóc dễ nhớ không có lẫn vô đâu được hết trơn. Tự tin yếu tố tự tin đi qua nhà gái coi chào bác sĩ trẻ. Chào chú Quỳnh Linh. Bác sĩ trẻ đường tình duyên sao? Dạ nếu mà chính thức thì con chưa có mối tình nào. Chưa có luôn. Dạ chắc tại học nhiều tại học hơi nhiều với lại học hơi nhiều. Dạ hơi bận một xíu nên chưa có tình nào. Tức là chính thức còn không chính thức rồi có không chính thức thì con có yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương thôi hả? Dạ hồi năm ba đại học nhưng mà khi con tỏ tình thì người ta không có thích nữa, người ta không thích không có thích con nên thôi con không thích nữa. Con nói sao con tỏ tình sao mà người ta không thích kỳ vậy? Sao con biết người ta không thích? Thì người ta từ chối chứ. Trời ơi. Trời ai phủ phàng. Không nào phủ phàng vậy trời. Một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng, một bác sĩ tương lai vậy mà từ chối. Đúng rồi, tỏ tình sao nói làm sao? Người ta cũng là bác sĩ. Bác sĩ? Dạ. Nên người ta từ chối. Không cần bác sĩ đứa con, giùm cần người khác. Cần giáo viên tiếng Anh đi. Chưa chắc. Chút gặp được biết sao tính sao đúng không? Dạ. Nhưng mà thật ra nha, nhìn bác sĩ thế này á, ông nào từ chối là sai lầm luôn. Thật thiệt. Trời ơi, con bé xinh, nó xinh sắn, quá trời. Dễ thương giỏi đúng không? Nhẹ nhàng. Tài giỏi nữa. Trời ơi, để được làm một bác sĩ đó, gia đình phải tự hào và mọi đúng người rồi. Thậm chí là cả hàng xóm phải tự hào có một bác sĩ trong làng trong xóm đó. Đúng không con? Dạ. Rồi. Giờ mình nói cho chị Lan nghe là mình có cái mẫu hình lý tưởng của bạn trai của mình như thế nào? Dạ. Bạn trai của con phải hài hước. Hài hước. Và... hài lắm đó. Có đó. Có thể chọc cho con cười lúc mà con bị bực, bị quạo. Được, bên kia có thể làm được. Dạ. Đó. Cái thứ hai là bạn phải biết chia sẻ, thông cảm với nghề nghiệp của con. Cái thứ ba là bạn cần phải có một điềm đạm nhất định. Nếu mà vào tình huống nhất định đó thì cần phải điềm đạm một xíu. Dạ, vậy thôi. Tôi nghĩ bên kia làm được. Những yêu cầu rất là hợp lý. Hợp lý. Có gì khó hơn, có những gì mà con không thích đàn ông mà con không muốn họ làm không? Không muốn họ làm. Dạ, quá chi ly về tiền bạc. Bên đây làm giáo viên chắc không để ý chuyện tiêu xài. Hay hỏi hả? Nổi nóng về tiền bạc đó. Ha, đúng rồi. Có không? Mình có tính đó không? Hay lúc đó mình chỉ nổi nóng vì người ta không tôn trọng mình thôi? Dạ, em chỉ nổi nóng vì người ta thiếu tôn trọng em thôi.
À thấy chưa, người ta chỉ đưa tiền phải tôn trọng đúng không? Phải không? Phải có sự... không, tức là thiếu tôn trọng ở đây là cái đối tượng kia là cũng không có đưa ly trà sữa cho người ta mà bắt người ta phải trả tiền. Không có cái bill nữa. Không, trường hợp đó nổi nóng thì cũng vậy đúng mà rồi. Có người tổ chức sinh nhật ăn cả cái sinh nhật luôn mà tôi không được ăn mà tôi phải trả tiền. Vậy mà tôi cũng đâu có nổi nóng đâu. Mình có thể nào công tư phân minh được không? Cái chuyện cá nhân mình đừng tôi đem cũng không nổi nóng luôn. Mà tôi chỉ nổi nóng ở trên cái màn hình này thôi. Vậy thôi đó. Thấy không? Rồi, đó là phân biệt rõ ràng. Nói chung là nãy giờ hai bên trình bày đấy, mình chưa nghe được tâm tư tình cảm nguyện vọng mình hiểu bên đây. Về nhau. Còn bên đây sao? Là nguyện vọng sao nè, nói cho chị Lan nghe coi. Dạ, nếu là về mẫu hình lý tưởng, ngoại hình thì em sẽ liên tưởng tới chị ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm. Tại vì em thích cả ngoại hình lẫn tính cách của chị ấy. Thôi. Dạ. Bên đây thật ra nụ cười trong veo luôn. Ở đây Mỹ Lai chút xíu, Lai Lai Mỹ Tâm chút. Dạ. Hả? Dễ thương mà tôi chấm là được á, thiệt mà. Mỹ Tâm, rồi sao nữa? Đó là mình thích vậy thôi. Ừ. Còn gì nữa không? Dạ thì em có nói là nếu bạn hòa đồng thì đó cũng sẽ là một điểm em rất thích, tại vì tính em rất hướng nội, hướng trọng. Dạ, và nếu như bạn ấy có gu ăn mặc nữa thì sẽ là một điểm cộng. Bác sĩ người ta cần gì gu ăn mặc, khoác áo blue vô là thành thiên thần áo trắng. Dạ. Thấy không? Cái mẫu hình con sao? Cao lớn, có một cái mẫu hình nào bên đây Mỹ Tâm đó. Dạ. À, nếu mà là bạn trai á là thì con thần tượng nhóm nhạc BTS. BTS. Dạ. Oh. Có nhóm trưởng RM á là người rất là giỏi tiếng Anh, giỏi giao tiếp với lại hát hay, cao nữa, đó là mẫu hình bạn trai của con. Còn mẫu hình mà ví dụ như làm chồng tiếng xa hơn thì là giống chúng Quỳ Linh. Ủa. Dạ. Chú có nằm trong nhóm BTS nữa đó nha. Thấy chưa? Mẫu hình BTS có chú Quyền Linh nữa đó. Trời, tôi cũng được lắm chứ bộ. Thấy không? Nói chung là bên đây yêu cầu hát hay nè, tiếng Anh giỏi nè. Bên đây có nha, tiếng Anh có rồi, giỏi rồi. Hát nhưng hay mà không? Hát hay, hát thử cho nhà gái tôi cảm nhận coi sao. Hát đi cậu, bây giờ hát luôn đi. Dạ. Thế thì em xin phép Trời ơi, cho... bất ngờ nha. Bất ngờ nha. Bên đây nghe, bên đây mình nghe nha, coi có BTS không? Dạ. Hay là BT gì? Dạ, thật ra cái bài cũng là bài tiếng Anh thôi. Đây là một bài tên tiếng Anh là When You Say Nothing At All. Tạm dịch tiếng Việt là Khi Em Không Nói Gì Cả. Dạ, xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Hát lớn cho nhà gái tôi nghe nha. Dạ, ok. Để bác sĩ tôi lắng nghe nè. When you say nothing at all. Em ơi, nãy giờ người ta đàn thiệt đó, chứ không phải là đàn nhép đâu. Dạ. Đàn mà đàn nhép. Làm gì có chuyện đàn nhép. Trời đất ơi. Ui là trời. Đàn thiệt chứ không phải mở mái. Ý là vậy. Hát nhép chứ là có đàn nhép nữa. Ăn xong tôi muốn rêu quên tôi. Bây giờ nè, nghe nhà gái hát nè. Hát thử coi tiếng Anh luôn. Không, con hát tiếng Anh. Hả? Con không tự tin hát tiếng Anh. Không tự tin hả? Dạ. Con hát bài của BTS đi. BTS đi. Hát Hàn. Bài gì em thích nhất ấy. Ừ, đi con hát tiếng Hàn. Tiếng Hàn đi. Con không biết tiếng Hàn. Không biết tiếng gì luôn hả? Không, con biết tiếng Việt. Hát tiếng Việt thử con. Hát cho bên kia nghe cảm nhận đi. Con muốn đệm đàn không? Dạ thôi, con sợ bị trật nhịp. Để coi, con hát mấy câu thôi được. Rồi. Với lại con hơi run, con biết là thuộc lời không? Hát đại. Bài Hôn Anh của Minh. Hôn anh, tôi muốn được hôn anh. Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng. Ôm anh, tôi muốn được ôm anh. Thức giấc mộng xưa ngày nào thơ bé dịu dàng bên nô cửa sổ là được không? Dễ thương mà. Dễ thương lắm đó nha. Hai bạn này dễ thương, trẻ, tươi. Thôi. Hỏi người giờ... thân nè. Đúng rồi. Nha. Hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cơ? Dạ em đi một mình ạ. Ôi, có chú Quyền Linh lo. Bên đây dạ, đi với ai? Dạ em đi với bạn. À con đi với bạn của con.
Bạn cũng là bác sĩ ha? Dạ, bạn là bác sĩ Nhi. Bác sĩ Nhi. Dạ, em cũng chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn dạ. Nam và các quý vị khán giả. Em là bạn của Tiên, quen biết Tiên được 6 năm, từ lúc học đại học đến giờ. Tiên là một người sống rất là chân thành và tình cảm, một người rất là chăm chỉ. Tính cách thì khá là hòa đồng với mọi người, đôi lúc hơi điên. Hơi điên. Lúc thì thường thì Tiên nghĩ, thường cũng hay kiểu con gái nên là có lúc sẽ nghĩ hay nghĩ vu vơ, tại vì là học cũng tốn nhiều thời gian, không có thời gian nên là cũng chưa có tìm hiểu ai hết. Còn về bạn Nam thì con thấy bạn Nam là người khá là tự tin, trông rất là lãng tử. Tính cách ấy là môi trường hai bên, tại vì nghề y thì thường rất là bận. Mọi người có thể cho nhau cơ hội, bởi vì gặp tham gia chương trình ở đây cũng là một cái duyên rồi, nên là có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu, chứ còn ở đây thì cũng ý là chưa tiếp xúc nhiều, cũng không biết là sẽ hợp hay không. Rồi, nhưng hợp. Mà nói chung cũng đẹp đôi. Dạ. Hợp hay không, hồi họ nói chuyện mình sẽ biết hợp hay không thôi. Bây giờ mình cảm nhận tất cả mọi thứ rồi, bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Ông nào bắn không biết. Bấm móng tay lớn quá. Cậu bấm móng dồi á. Chào anh. Rồi. Chào em. Rồi, anh xin gửi em một món quà nhỏ nhỏ xinh xinh này. Dạ, cảm ơn anh. Có một bất ngờ trong đó, em có thể mở luôn. You're always happy. Rồi. Thật ra còn cái nhỏ nhỏ nằm trong đây nè. Để một thông điệp nhỏ dành cho em. Có cần dịch lại không? That to can play and hope with. Dạ. Đọc lớn lên tôi nghe giúp con. Love is a game that two can play and both win. What dạ, biết? Tạm dịch tiếng Việt là tình yêu là một cuộc chơi mà cả hai cùng vui và cả hai cùng hạnh phúc. Dạ em cảm ơn. Em để đây nha chị. Em tặng cái này, anh cái này. Dạ để anh uống, anh quan tâm tới việc uống nước nhiều hơn. Cảm ơn em. Dạ lạ lùng thay nó trùng với cái vest xoay một kỳ lạ. Rồi, chàng trai tự tin, bản lĩnh nè. Các bạn hỏi chủ sân khấu nè. Cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Dạ em sẽ hỏi bạn một câu trước là em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Dạ cái đó là ngày xưa anh. Ngày xưa thì em tin, còn bây giờ thì không tin. Không tin hả? Không sao. Sau buổi này mình hẹn gặp nhau lần nữa cho dễ yêu. Dạ. Nói chứ hiện tại em đang sống ở đâu ở Sài Gòn? Dạ em đang ở quận 12. Ồ, quận 12 hả? Quận 12 dạ. Cũng xa đó nhỉ. Ok, nhưng sao? Thích thì sắp xếp gặp nhau được mấy hồi. Dạ. Anh thì ở quận Tân Bình. Mình chạy qua quận 12 thì cũng xa đấy, nhưng mà không sao, muốn thì sắp xếp được. Dạ. Thì một tuần anh thì làm buổi tối, anh là rảnh ban ngày nhưng mà ban ngày anh còn đi học, cho nên anh sẽ thường rảnh vào thứ bảy và chủ nhật, thì không biết em thế nào. Dạ em thì làm ban ngày, ban đêm có đi dạy thêm. Ok. Nhưng mà nếu cần thời gian thì mình đều có thể sắp xếp được. Ok, vậy cuối tuần nhé, chốt luôn chủ nhật được không? Dạ chủ nhật đi trực. À chủ nhật đi trực hả, nguyên một ngày luôn? Dạ được. Vậy thì em rảnh giờ được vậy lúc nào? Sau khi trực. Sau khi trực hả? Là tối chủ nhật á. Tối chủ nhật, ok, chốt. Tối chủ nhật anh sẽ mời em một buổi cà phê hoặc trà sữa nhé. Dạ. Luôn. Dạ. Quan điểm tình yêu, hôn nhân của mỗi bên thế nào, trao đổi nhau đi. Dạ, con nói anh, trước. Dạ, anh nói trước đi. Cái món quà nhỏ nhỏ anh gửi tặng em trong đó cũng là quan niệm tình yêu của anh luôn. Anh quan niệm tình yêu giống như một cái chậu cây. Nhưng cái chậu cây này phải là hai người cùng tưới, cùng chăm phân bón cho nó. Chỉ cần một người từ bỏ thôi là cái cây đó sẽ héo úa, cái cây đó sẽ không sống được nữa.
Dạ. Còn em thế nào? Quan điểm tình yêu của em á, là hai người cùng phải chia sẻ được cho nhau, phải luôn luôn biết lắng nghe với nhau á, giúp đỡ nhau. Theo em mà hai người mà không còn yêu nhau nữa là sẽ im lặng không nói gì á, thì em sợ nhất là như vậy thôi. Còn với em, tình yêu là phải chung thủy, sẽ không có việc là sẽ quen thật là nhiều người, hoặc là có nhiều em gái mưa, hoặc là những cái tương đồng như vậy á. Ừ, ok, cái đó em thông, anh không có nhiều em gái mưa đâu, mệt lắm rồi. Anh quá khó rồi hả? Tìm em gái mưa rồi. Là có nhiều rồi. Ừ, còn về việc anh lắng nghe thì anh đã nói em, anh là một người hướng nội cho nên anh lại giỏi về chuyện đó. Muốn nghe thì em cứ việc nói thì anh sẽ nghe. Dạ. Có gì em muốn hỏi thêm về anh không? Hoặc là có cảm thấy bất ngờ với cái giao diện này không? Dạ hơi bất ngờ một xíu. Ừ, không sao, em cũng không phải là người đầu tiên, tại vì học viên nhập anh vô nhìn kiểu anh giống học sinh cá biệt hơn. Dạ. Là từ nhỏ lớn em vậy luôn hả? Dạ không, thật ra cái phong cách này và cả cái tính cách này của em nó thay đổi 180 độ trong 2 năm trước ấy. Trong gì? Trong mấy? 2 năm trước ấy. Tại vì hồi đó thì em rất là hiền và em thường cũng không hay nêu ý kiến cá nhân, nhưng mà về sau này em có vì một số biến cố trong cuộc sống của em, cái tính cách của em nó thay đổi hẳn và những người thân xung quanh em đều nhận ra được chuyện đó. Và họ đều nói đó là một điều tốt. Trường đời dạy nhiều bài học quá mọi người, chịu thôi. Nhưng mà vẫn phải học. Tương lai xa hơn chút xíu, các bạn trao đổi nhau khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau? Ở anh đâu, làm gì, chứ phát triển kinh tế làm sao, con cái thế nào đó, những cái trao đổi đó, nói với nhau đi các bạn. Dạ, hơi xa. Con chỉ lên đây để... Nói bạn đó đó. Dạ, ý là em lên đây để tìm một bạn có thể tìm hiểu thôi. Còn xa hơn thì em chưa tính tới, nhưng mà tốt nhất là sẽ làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tại vì em sẽ làm việc ở đây. Rồi, xuất sắc, anh cũng ở đây. Cả lễ này anh cũng ở đây. Dạ. Anh là người con của Sài Gòn, ở đây từ đó tới giờ rồi. Dạ. Không đi đâu hết á. Cho nên em cứ yên tâm chuyện đó. Khác quận thôi mà. Rồi. Dạ đúng rồi, anh cũng có nhu cầu là hiện tại cũng chỉ là tìm hiểu trước để xem là hai đứa mình có hợp nhau hay không. Dạ. Nhưng mà chúc bạn thấy hợp chút xíu rồi đó. Bạn trai bước tới nắm tay cô gái, ha, mình trao đổi cảm xúc với nhau chút xíu. Dạ. Hãy nói với cô gái rằng là dạ, theo anh thì anh sẽ dự định kết hôn vào bao nhiêu lâu và anh sẽ thương yêu vợ thế nào, sẽ có mong muốn có con trai hay gái thế nào, nói hết những suy nghĩ của mình cho bạn gái nghe đi. Rồi, nếu là khoảng cách hơi xa thì một trai một gái thì tuyệt vời, còn nếu một đứa con thôi cũng được. Dạ. Anh thì không quan trọng về giới tính, miễn là có đứa con để vui vẻ là được. Nhưng dạ, mà miễn khi nào cả hai đứa mình đều sẵn sàng nha. Chứ dạ, cái này anh không có ép nha. Và em cần một người lắng nghe chứ gì. Ok, anh cũng sẽ là một người lắng nghe luôn. Tại dạ, vì anh rất giỏi chuyện đó. Dạ. Đấy, cho đến khi nào em nói chán thì thôi. Dạ. Dạ. Còn con nói của con được. Ước mơ của con là nếu mà ước mơ của em nói ước mơ của em, ước mơ của em nếu mà có đủ điều kiện kinh tế thì mong có được 4 đứa con giống như gia đình của chú Lý Hải. Dạ. Và có đủ điều kiện để chăm sóc 4 đứa con như vậy. Ồ, ok. Dạ. Rồi, 4 đứa con là phải chuẩn bị tiền nhiều lắm đó nha em. Nhớ với cái tài chính đàng hoàng đó. Với công việc của hai bạn hiện tại thì chị nghĩ là việc mà có 4 đứa con thì chị nghĩ đó là một điều mà cũng nên nghĩ tới. Các em, chị nghĩ là các em đủ điều kiện để làm việc đó. Dạ. Một bác sĩ, một giáo viên tiếng Anh thì chị nghĩ là đủ để làm việc đó. Không đủ đâu. Đủ, quan trọng là các bạn cảm thấy đủ là đủ. Không có đủ đâu. Mình cảm thấy đủ nhưng quan trọng con nhỏ nó có đủ hay không thôi. Vừa thôi. Tới đâu hay tới đó, 4 đứa nuôi không nổi đâu. Thế ý là mong muốn như vậy thôi. Là ước mơ của con. Bây giờ bạn trai nói tất cả những suy nghĩ của mình về bạn gái, cảm nhận của bạn gái từ nãy giờ mình nói chuyện thế nào đi. Công nhận tài mỏng đấy. Và anh thấy em cũng là một người khá là hòa đồng và hài hước. Thì
Nói chung thì anh nghĩ là với một người ở tâm nhân thì em sẽ là một cái người khá là phù hợp. Dạ. Đấy. Và chúng ta sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ tận hưởng với nhau được. Tuyệt vời luôn. Dạ. Còn em cảm thấy thế nào? Dạ em thấy cũng được. Cũng được. Cũng được này là một từ nghe nó hơi... Dạ. Nó là cũng được. Ok, không sao. Rồi, về chỗ các bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn. Chúng ta để tay mình rút bấm đi. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Cho dù thời gian không phải dài lắm, nhưng mà anh nghĩ đủ để các bạn có thể đưa ra quyết định cho riêng mình. Nếu đúng, đây là một nửa bánh ghép mà mình đang hướng tới. Một chút rung động nào đó, một chút cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình. Hãy cho nhau cơ hội và bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác đây không phải, không đúng với đối tượng của mình, mình nhường nút bấm cho người khác. Còn khi mình quyết định đưa ra nút bấm, chúng ta phải quyết định bằng cả trái tim của mình. Đừng làm mất cơ hội của người khác các bạn nhé. Cái nút đó, tuy nó vậy thôi, cái duyên, cái nợ nó nằm ở đó đó. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nó nha. Chuẩn bị. Chị Ngọc Lan sẽ đếm và các bạn sẽ đưa ra quyết định. 1, 2, 3. Chúc mừng. Ông kia ông bấm á. Quyết liệt lắm. Quyết liệt lắm. Ông bấm mà sợ cái nút không ăn hay sao, ông là bập bập. Một con người chủ động, năng động ha, và có thể quyết liệt trong tất cả mọi công việc. Đây là một cái hướng rất là tốt dành cho em trai đó nha. Cố gắng lên. Cảm ơn anh. Cảm đấy. Ơn chương trình. Cảm giác thế nào khi được chính thức hẹn hò với nhau? Hạnh phúc. Tuyệt vời. Hạnh phúc ha? Dạ. Dạ vui. Vui đúng không? Dạ. Vì còn lại của hai bạn là chỉ cần vui thôi. Dạ. Vui thì sẽ hạnh phúc. Và thêm một cái nữa, hai bạn cứ cố gắng làm việc thì chúng ta có thể nuôi được 4 đứa con. Cố gắng phấn đấu trong công việc. Namaste.